phần tranh luận của bà Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, là luật sư, nhà báo, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Trong phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, bà Đặng Thị Hàn Ni tham gia với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng là bị can trong một vụ án tương tự. Ngày 12 tháng 10 năm 2023, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, luật sư, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án này. Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như ghi lời khai ông Huỳnh Uy Dũng, 61 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, để làm rõ yêu cầu bồi thường thiệt hại, làm rõ nguyên nhân, động cơ, cách thức, công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm và diễn biến hành vi phạm tội của bị can Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Theo kết luận điều tra, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bị can Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ, bị can Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hàn Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam tại tỉnh Bình Dương và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong buổi phát ngày 3 tháng 9 năm 2021, bị can Đặng Thị Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng, vi phạm điểm D khoảng 1 điều 17 Luật An ninh mạng. Bị can Đặng Thị Hàn Ni khai nguyên nhân có những phát ngôn là vì bà Nguyễn Phương Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội cũng trong ngày 3 tháng 9 năm 2021 và có những lời lẽ xúc phạm đến bị can Hàn Ni. Từ đó, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã có buổi ghi hình phát lại vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện những nội dung bà Nguyễn Phương Hằng đã nói. Đối với hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Sĩ, kết luận điều tra nêu, trong 8 buổi ghi hình trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến 16 tháng 10 năm 2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng. Hiện bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ vẫn đang bị tạm giam. Theo kết luận điều tra bổ sung, bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ phạm tội với lỗi cố ý. Cũng theo kết luận điều tra bổ sung, ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Dũng và bà Hằng. Còn bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý đúng quy định của pháp luật đối với bị can Hàn Ni vì đã đưa ra những nội dung làm nhục, vu khống bà Hằng, ông Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Theo bà Nguyễn Phương Hằng, do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề, nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỷ đồng sẽ sung vào công quỹ nhà nước. Đến nay, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.